Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị và các bạn. Vào tối và đêm nay, mưa dông sẽ diễn ra ở nhiều khu vực của Bắc Bộ cũng như là Thanh Hóa, cùng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cảnh báo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như là ngập úng cục bộ. Mưa chủ yếu ban đêm, còn trưa chiều mai, nhiều nơi ở Bắc Bộ là chuyển nắng và oi nóng, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Chỉ một số nơi như Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La là nhiều mây, còn mưa bất chợt nên vẫn mát mẻ, 28 cho đến 31 độ. Với khu vực Bắc miền Trung, ngày mai nắng nóng sẽ xảy ra cục bộ ở Đồng Hới và Đông Hà, nhiệt độ cao nhất tại đây là 35 độ, còn lại các thành phố khác trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Về chiều tối, lưu ý trời cũng có mưa dông, dễ đi kèm gió giật và sấm sét. Ở phía Nam, chiều và tối mai, dự báo vẫn mưa nhiều. Mưa diễn ra trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, cũng như là Nam Bộ. Ở những nơi có màu xanh đậm như thế này, sẽ cảnh báo có mưa vừa, cục bộ có điểm mưa to và không loại trừ khả năng đi kèm gió giật, sấm sét, mưa đá nguy hiểm. Còn về vùng áp thấp trên Biển Đông, dự báo nó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới, hướng đi chủ đạo theo hướng Tây Bắc và hướng vào Vịnh Bắc Bộ, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền miền Bắc vào giữa tuần này. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này, huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, trời mưa dông, dễ đi kèm lốc xoáy, nguy hiểm. Huyện đảo Trường Sa, gió cấp 4, cấp 5, nhưng trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.